Nay tôi này đi lên thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để làm diệt mối. Thì Phú Thọ là quê hương đền Hùng nha quý vị. Đây tôi đang đứng ở quảng trường Hùng Vương này. Đó. Thì để tôi quay phim lại cho mọi người nha. Trước mặt chúng ta là quảng trường Hùng Vương đây. Đó, toàn cảnh. Bên tay phải là tòa nhà của Vincom, Vinmart, Vincom Plaza. Giờ sang bên trái. Bên trái là cái tòa nhà của tập đoàn Mường Thanh. Đó, tối ra đây trong mát. Đây có cái vườn cây cảnh, có mấy cây đẹp quá. Quý vị nào muốn chơi cây bonsai lớn thì lên đây chọn cũng được, chắc vài trăm cây đấy. Đó. Tiện thể lên diệt mối trên này thì ghi hình lại cho mọi người xem thành phố Việt Trì nó như thế nào. Đây đi làm chứ không phải đi du lịch cho nên cũng không đi được nhiều để ghi hình toàn bộ thành phố cho mọi người. Lên tôi lên diệt mối cho trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Chút nữa vào đấy thi công tôi chụp hình quay phim cái cổng cho mọi người xem nhé. Còn quay phim ở trong sân trường thì chắc là không tiện lắm. Cho nên chỉ quay phim cái cổng thôi. Và trong dân trường ghi hình lại tí cho vui. Mọi người đừng rời màn hình. Chờ tôi tới trường đấy rồi tôi quay phim lại nha. Chờ tôi một chút. Chào mọi người nha. Hôm nay tôi lên trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ để diệt mối cho trường. Đang ngồi trong cái nhà máy phát này, mối nó phá hoại trong này. Và cái loại mối hôm nay tôi xử lý thì tôi sẽ dùng cái nền Ford. Đó, nền Ford 50cc. Tại vì cái con mối này nó không phải mối nhà như chúng ta thường. Mối này nó đùn thành ụ lên. Nghĩa là nó, mặc dù đây không có cái gì để nó ăn phá hết, nhưng nó sẽ làm giống đất của chúng ta. Và hiện tại thì như cái sàn này tôi kiểm tra này, là ở dưới là giống hết rồi, thì có khả năng một thời gian nữa nó sẽ bị sập xuống. Cho nên là tôi mới nói với trường là phải diệt đi, chứ không diệt thì nó gây ảnh hưởng tới cái nhà máy của chúng ta. Quay video để chia sẻ lại với mọi người chút vậy không? Để tôi
chuyển camera ra camera sau rồi quay cho mọi người xem tình trạng nhé. Đó. Đây nhá. Thì mối nó ở dưới này. Nó nằm sập hết dưới này rồi. Thì này mọi người thấy không? Đó, mọi người có thể nhìn thấy chứ. Ăn dưới này nha. Ăn giống hết cả làn này. Đây. Đó, tại vì nó ăn lên tấm ván này thì mới biết. Trường mới biết là bị mối ăn. Rồi cái vách này thỉnh thoảng nó cũng đục ra một vài đường nữa. Đó. Nhìn này, cụ thể là cái chai thuốc Lenfort 50EC cho công ty Hóa Lông Hợp Trí đóng gói và phân phối. Này, công nghệ của Anh Quốc nhé. Này, cứ chui ra giữa tường của chúng ta thôi, giữa lèn nữa. Như cái lèn nhà của chúng ta giờ dưới này, chỗ nào nó cũng có mối rồi. Là rất nhiều. Nhà quý vị nào thấy có mối ở ngoài nhà, mặc dù nó ở ngoài nhá, nhưng chúng ta cũng phải xử lý hết. Nếu mà không xử lý thì nó sẽ làm sụt cái lèn nhà của chúng ta. Đây này. Đấy, nhiều lắm. Giờ chút thì tôi sẽ ra quay khuôn viên trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Đó, nhà ai mà gặp con mối này là không đặt hộp được nhé. Mọi người nhớ nhé, nhìn thấy con mối giờ đầu nó vàng, à đầu nó lâu này, nó to, không đặt hộp được. Chỉ có thể xử lý bằng cái dạng dung dịch này thôi nha. Rồi, chào quý vị nhé. Tôi thi công xong rồi đây. Đó, nhìn xa ra này. Thì ra đây để quay phim cái cổng trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ này cho quý vị xem qua. Đây, ở trong sân trường không tiện để mình quay phim lắm cho nên thôi đành ra ngoài quay cái cổng vậy. Mọi người thông cảm nhé. Đây là đứng từ cổng trường nhìn ra đường nha mọi người. Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây thì có cầu đi bộ để cho sinh viên qua đường. Cao quá. Đây, cổng này nha, tôi quay lên cao cho mọi người coi. Trên kia chút phải đứng từ xa quay thì mới thấy được. À, bên trong bác sĩ từng này rồi, chào quý vị nhé. Tôi ngừng quay đây. Có dịp đi tới đâu này chia sẻ với quý vị sau này.